Đây là cái căn biệt thự mà cách đây một tháng trước Tín đã đăng lên kênh là đang chào bán lại giá là 79 tỷ nha các bạn. Tọa lạc tại khu phố Mỹ Hoàng, Phú Mỹ Hưng, quận 7. Đây là cái đường trước nhà. Hiện tại thì giá giảm thêm 4 tỷ nữa các bạn. Bây giờ còn là 75 tỷ. 75 tỷ nha các bạn. Bây giờ Tín sẽ mô tả về cái thông tin cơ bản lại một lần nữa cho các bạn nắm. Chiều ngang của nó mặt trước nữa các bạn. Mặt trước là từ bên này đi qua bên này là 18m. Chiều ngang là 18m, chiều dài là 16,8m. Tổng diện tích đất sử dụng là 375m². Căn nhà này có hướng nhìn về hướng bắc. Đường trước nhà thì rộng 12m, rộng rãi, xe ô tô tránh nhau thoải mái. Giá đang kêu bán là 75 tỷ. Bây giờ mình sẽ đi bộ lại cái căn nhà mà gần đây cũng đang rao cái giá là 104 tỷ mà đã bán thành công rồi các bạn. Mà cái căn này thì có nguyên khối nguyên bản luôn, cho cái đời cũ luôn, các bạn thấy không? Và nó không có cái gì mà thay đổi hay có... Nhưng là cái căn này là nó còn nguyên khối như hồi xưa, giờ còn nguyên, không có sửa đâu. Bây giờ các bạn đi qua coi cái căn mà đã sửa, cái đây ngay chỗ này nè. Mấy căn, cách mấy căn thôi. Căn đó hồi mình chào là 104 tỷ thì nghe nói đã bán rồi các bạn, chỉ được thành công rồi. Thì 104 tỷ so với 75 tỷ thì nó chênh lệch rất là nhiều các bạn, gần 30 tỷ. Các bạn thấy mặt trước của căn này nè, đây là cái mặt trước của cái căn biệt thự mà ngay khu phố Mỹ Hoàng, trước đây rao đà 104 tỷ mà đã duy thành công rồi các bạn. Đây là cái lối vào. Thì trong này thì cái loại biệt thự là 18 x 16 nhiều. Là cái khu này chuyên luôn rồi. Cái căn này thì đang có giá dịch là 104 tỷ. Thì bây giờ các bạn coi cái căn mình mới rao là 75 tỷ chốt. Thì nó là nguyên bản, nó chưa thay đổi. Thì cách nhau khoảng tầm chừng 4 đến 5 căn nhà thôi. Giá nó chênh lệch rất là nhiều. Nếu mà mua căn này về 75 tỷ thì mình bỏ vô mười mấy tỷ, mày decor lại, tút lại thì nó mới cứng luôn. Giá này là cái chốt nha các bạn. Nếu mà quan tâm thì liên hệ cho Tín qua số điện thoại là 0983383509. Thì các bạn xem lại cái video trước, mình để trong phần mô tả của video này. Cái video trước thì Tín cũng có quay trong nhà và khung cảnh xung quanh. Các bạn xem cái video trước, mình sẽ không có quay chi tiết vô bên trong nữa. Mình sẽ mô tả thông tin cơ bản về cập nhật và cái giá bán ngày hôm nay và so sánh những cái vị trí xung quanh để mình tham khảo. Mình nói lại là cái chiều ngang của nó là 18m, chiều dài là 16,8m các bạn nha. Hướng của căn nhà là có hướng nhìn về hướng bắc. Giá đang kêu là 75 tỷ. Thì trước đây thì đang rao là 79 tỷ. Thì đây, đứng từ đây chúng mình nhìn ngay chỗ mấy ông đang đứng ngay cây thông Noel đó. Là cái tòa nhà căn đó là giống y diện tích căn này. Là bán là 104 tỷ mà người ta mua rồi các bạn. Các bạn thấy cái căn này nguyên bản, nguyên khối luôn. Chưa đụng vô, chưa sửa, chưa tút lại. 75 tỷ. Còn các bạn nhìn cái căn nhà kế bên này, ta đang đây sửa xây nè. Ở đây là nhà biệt thự hết các bạn. Ok. Tính xin dừng cái video này lại đây. Nếu mà các bạn quan tâm đến cái sản phẩm nhà phố tại Mỹ Hoàng, Phú Mỹ Hưng thì liên hệ lại cho Tính theo số điện thoại là 0983383509 nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.